Hôm nay thì sẽ đi lắp một cái thuê bao mà sẽ băng qua đường Hồ Chí Minh. Ở đây thì băng qua là băng qua ở dưới chân cầu của cái đường Hồ Chí Minh. Thuê bao này ở đây 100m này, kéo là 100 này, hơn 200 một tí, hơn 200m. Đoạn này thì chắc phải buộc ở bên dưới rồi, vòng qua bên này đúng không? Hơi khó đi đấy đoạn này. Đây mọi người này, bây giờ sẽ đi qua cái chỗ cây này. Chưa biết cách đi như nào đây. Các bạn ở cái hướng bên kia mọi người này. Đấy, cái hướng bên kia nó có một hộp, nhưng mà hộp này thì nó đã đầy cổng rồi, hết cổng rồi. Đấy, bây giờ mới là vấn đề này. Thì nói thật với anh em là đợt trước là cũng có tặng cho một số anh em ở trên kênh YouTube của em ấy, là có một số cái wifi TP-Link, nhưng mà đợt này nó không còn nữa. Hàng TP-Link thì bây giờ chuyển đổi công nghệ thì không còn nữa, cho nên anh em thông cảm thôi. Hết rồi, không còn nữa nhá. Anh em muốn thì phải, thứ nhất là ra ngoài hiệu máy tính hoặc là mấy cái đồ bán đồ điện tử ấy, bán đồ điện tử thì sẽ mua ở đấy nhá. Còn không ấy thì sẽ mua qua kênh của em. Kênh của em bán thì toàn bán cái loại hai băng tần thôi. Bây giờ bán ít mấy cái loại hai dâu một băng tần rồi. Bây giờ hầu như là không có, hầu như không còn kinh doanh cái thiết bị một dâu hai dâu nữa. Bây giờ anh em toàn đi bán là bốn dâu, từ Tenda F6 trở lên, F6 AC5 rồi gì. Mấy cái khoản đấy thì chất lượng của nó khá là tốt, đảm bảo được cái băng thông. Thôi nói thế thôi nhá, anh em đừng có đòi nữa. Anh em cứ hay đòi TP-Link cũ, bây giờ không còn nữa. Anh em thông cảm. Hết rồi. Bây giờ Aon công nghệ cũ là không còn nữa, nên không. Nên không còn gì nữa. Đấy, anh em muốn thì anh em tự bỏ tiền ra mà mua thôi. Thì hôm nay là một cái video mà sẽ cho anh em thấy là cái gói mới của bên Viettel cung cấp. Gói này từ phải đọc đã. Cũng chưa biết là gói gì. Đi lắp vậy thôi, chưa đọc qua. Net 1 Plus bao gồm cả TV, cả truyền hình. Đó, 160 165 cộng với 54 219 mọi người nhá, 219.000. Và cái đầu book Android này thì đầu này thì tương tự như một cái TV Samsung loại xịn luôn. Đấy, nếu mà mọi người muốn lắp thì đăng ký. Và cái số hotline của Viettel là 1900 8168. Sẽ có nhân viên đến này để làm hợp đồng với mọi người. Cái đầu book Android này thì nó chạy tuyệt vời lắm, nó giống như một TV thông minh loại xịn luôn. Đấy, mà mình chỉ phải trả thêm một tháng là 54.000 thôi. Ban đầu thì mọi người nó giống như cái các gói cước bình thường khác, thì mình đóng 6 tháng vẫn được tặng 2, đóng 1 năm thì được tặng 4. Đang tìm cái viên gạch để đáp qua cái đoạn này, vì kìm thì nó hơi kém, kìm thì nó nhẹ, nó không xuyên qua được chỗ mấy cái cây kia. Đây này, cái này chắc ok.
Đấy, nếu mà mọi người muốn lắp thì mọi người cứ gọi theo cái số này nhá. Trên đấy mấy em xinh đẹp chăm sóc. Sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình. À, đổi máy ấy. Ban đầu lắp đặt như này thì mọi người chẳng phải mất gì nhá. Ở nông thôn mất thêm vài trăm nữa thì cũng xóa tiền phết. Nhưng mà dịch vụ Viettel thì mọi người chẳng phải mất thêm gì. Trừ trường hợp là mọi người lắp hai nhà chung nhau nhá. Hai nhà chung nhau thì cái nhà thứ hai thì phải chịu phí thôi. Nhưng mà lắp chung như này thì mình cứ cộng hết vào xong chia đôi là được. Để đảm bảo cái đồng tiền ai cũng dùng như vậy. À, thôi đeo cho mọi người thấy nhá. Thôi nói dài quá rồi. Bây giờ đáp qua cái chỗ này đã. Nếu mà mọi người chung nhau thì bây giờ mọi người có thể dùng cái gói CNET đấy. Cái gói CNET cũng giống như cái gói 219.000 ở đây. À, tốc độ nó thấp hơn một tí. Nhưng mà nó được cộng thêm là cái cộng thêm là dịch vụ của thằng truyền hình. Đấy, nó có một cái đầu book Android nữa. Đầu 360. Anh em cứ lắp về mà xem. Hơi bị ngon luôn đấy. Nó giống như kiểu đúc búc của FPT Play hoặc là VTV Go ấy. Nhưng mà cái này mọi người phải trả phí hàng tháng 54.000. Muốn qua được ở cái đoạn này thì chúng ta sẽ phải vận hết sức công lực. Đoạn này khoảng độ tầm 20 m, nhưng mà ném phải vượt qua, ném cả dây phải vượt qua. Qua rồi. Đấy. Qua rồi mọi người nhá. Qua đoạn này rồi nhưng mà chưa biết có lấy được cái viên gạch được không. Xấu lắm. Đéo được rồi. Đây rồi, đây. Để xuống dốc rồi. Chưa thấy viên gạch đâu. Nước xấu lắm. Đây mọi người này, đây là một cái đầu book Android của Viettel này. Và nó có cái giá là 54.000 một tháng. Đây là đầu book 360. Cái đầu book này thì nó có hai cái lựa chọn kết nối cho mọi người. Thứ nhất là mọi người có thể sử dụng cái dây LAN để kết nối mạng LAN cho cái đầu book. Cái thứ hai nữa là mọi người sử dụng là cái tín hiệu không dây, tức là mình sẽ bắt qua cái Wi-Fi. Ở đây thì mọi người chỉ cần cắm dây nguồn vào, xong rồi mọi người cắm cái đầu HD, dây HDMI vào nữa là xong. Nó rất là nhanh chóng. Cái đầu này thì sẽ cho nó bắt bằng Wi-Fi. Đó, mình sẽ không cắm dây LAN. Bởi vì cái cục Wi-Fi với lại cái đầu book này cách xa nhau. Cái dây 1 m thì nó không tới, cho nên là bắt buộc phải
thực hiện bắt không dây. Tuy nhiên cái đầu này thì trải nghiệm nó rất là tuyệt vời, nên mọi người yên tâm. Nó bắt wifi rất là mạnh luôn. Đấy, xong cho pin vào, mọi người bấm phím OK và phím trừ theo như đúng như cái hướng dẫn ở trên cái màn hình TV ấy, nó sẽ báo là bấm dấu OK và phím trừ đồng thời. OK, xong. Sau rồi mấy cái bước tiếp theo thì mọi người cứ việc bấm OK thôi nhé. Cái nào mình bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Cái nào mà có phím bỏ qua ấy, thì mọi người cứ bấm phím bỏ qua thôi. Ở đây mình sẽ chọn là Việt Nam nhé. Chọn là Việt Nam. Mọi người thích nước nào thì chọn nước đấy cho nó vui. Đó. Đây, ở đây thì mình là người Việt Nam cho nên là dùng cái tiếng Việt. Đây, mọi người bỏ qua đi nhé. Đấy, xong cứ bấm OK là xong. Đó, rất nhanh chóng. Lắp đặt cái đầu này khá là nhanh chóng. Chờ một tí wifi nó lên đã. Hiện tại thì lắp cái đầu wifi 646 này thì phải cấu hình. Một số cái thiết bị, một số cái CDA thì nó nhận cấu hình luôn, còn mà cái đầu khách hàng này thì nó không nhận cấu hình. Cho nên là phải chờ cái điện thoại này đã. Tí cấu hình. Đây mọi người nhá. Đây đặt vị trí cái wifi này để là nó phù hợp cho, bởi vì nhà khách hàng này nó có hai nhà, một nhà bên này, một nhà bên kia. Nên phải đặt như vậy thì hai nhà nó sẽ bắt được sóng tốt hơn. Nếu mọi người để cách xa quá thì để chỗ gần TV này thì nó cách mấy cái lần tường ấy, ở góc bên kia nó sẽ không bắt được wifi. Đây, còn đỡ hơn 16. Đây này, cái này điều khiển dễ lắm. Đây là cái kênh này mở ra là như này rồi. Muốn YouTube thì bấm giữ ở đây nhá. Đây này, giữ nói. Nhạc sống Hà Tây. Đấy. Đấy. Bọn này bảo mẹ làm cài cái giọng nói làm gì? Cái này nó có sẵn, cái đầu này nó có sẵn. À, trời trách, nó bảo mẹ bảo giọng nói là chỉ một người nói được đấy. Đấy. Bán nào nó tinh ghê không? Đấy, muốn cái nào thì xem trên này đó. Đấy, còn chị không ơi, nếu mà chị muốn xem truyền hình chị cứ thoát ra ngoài này, xong bấm kênh này này, đây là kênh này. Xong bấm chuyển từng kênh như này, chị có số xem này. TV ngày nào đấy. Không phải bảo chị làm gì. Đấy, mấy chị có bọn trẻ con này với này. Bà với bà ấy đấy. Dùng được. OK luôn rồi. Hay lúc này chúng ta hãy cùng gặp gỡ 6 thí sinh có mặt quay trở lại trong tập 5 người. Bản thân những thí sinh của chúng tôi có một điều thắc mắc, đó chính là để như này dưới bếp mới bắt được, không phải ngõ. Còn nhà nếu mới bắt là năng bắt đàn không mày phải đánh đi này. À, đánh đánh thế nhá, còn ngõ nó hiện tại mày nó ra không? Tao vào mật khẩu xem nào. Ê,
mày chọn mãi rồi mà lên mình mũi câu cho mũi hết thầy là phải lên lại cái mang cái chọn đi à thà đeo cái chọn mà cứ toàn bắt được wifi hai cái nó giống nhau lắm. Ủa này, em xu hơi xin cho cái chị cửa hàng rồi vậy. Chị đây. Em xu hơi xin cho cái